Tường Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2019. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có phân tích thời sự Hoa Kỳ và trong phần 2 là bài nhận định và phân tích thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Tường Vi kính mời quý vị theo dõi tin phân tích do Phỏ Thành Nhân và Đinh Hùng Cường phụ trách. kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay Chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc ông Đinh Hùng Cường Để tìm hiểu về chuyến đi của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ông Mark Esper tại Việt Nam Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, Trước hết xin được kính chào ông Đinh Hùng Cường dạ, Xin chào anh Võ Thành Nhân và xin kính chào quý vị khán thính giả Khi mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ gặp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Việt Nam ở tại Việt Nam Thì theo ông, ông nhận định cái chuyến đi vừa rồi của ông Mark Esper như thế nào vậy thưa ông? À, thưa anh Võ Thành Nhân và thưa quý vị Ông Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ tới Việt Nam với cái mục đích đó là hợp tác với lại Việt Nam để mà chống lại Trung Cộng về Biển Đông. Đây là một cái chiến lược lâu dài mà người Mỹ trước đây đã có hợp tác với Úc và Ấn để làm cái công chuyện này. Và ngày hôm nay ông tới để mà ông muốn làm cái chuyện này với Việt Nam. Thế nhưng mà trước khi làm cái chuyện đó đó, ông đã đưa ra một hứa hẹn. Ông nói rằng chúng tôi sẽ tặng thêm một cái tàu tuần dương hạm nữa cho Việt Nam vào năm 2020 và anh nhân và quý vị cũng biết rằng trước đó, đó Hoa Kỳ đã tặng cho Việt Nam một tàu tuần dương hạm và sáu cái loại tàu để mà đi cứu nạn loại patrol ở trên biển vậy tổng cộng là Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam là bảy chiếc tàu thì trên cái vấn đề chiến lược thì chúng tôi thấy như thế này là muốn có một cái chiến lược lâu dài về biển Đông thì Mỹ phải hợp tác với Việt Nam để lấy cái chính danh mà bây giờ cái khó của Việt Nam đó là bây giờ họ đã có một cái sự cũng như là liên kết với lại Trung Cộng và với lại Nga Xô, nhất là Nga Xô đã xây dựng vũ khí và đã có những hứa hẹn là có thể làm vũ khí chung với Việt Nam ở tại Việt Nam. Thành ra cái chuyện này nếu mà Mỹ mà không tạo được cái cái gọi là cái chiến lược ngoại giao và chiến lược để mà giữ Biển Đông đó, thì nếu Việt Nam bị Trung Cộng đánh thì có thể là Mỹ không có thể giúp được Việt Nam. Điểm nữa là có thể Mỹ giúp những cái nước bên cạnh như là Phi Luật Tân hay là gì đó vân vân. Do đó là bây giờ làm sao đó để mà ông Bộ trưởng Quốc phòng có thể convince người Cộng sản là phải đứng về phía Mỹ thì lúc đó đó khi Việt Nam có chuyện gì đó thì có cái sự mà giao thương về về, về về về, về chiến lược về quốc phòng thì người Mỹ mới có lý do để mà tham gia giúp cho Việt Nam. Còn nếu không đó thì Việt Nam sẽ đơn phương mà tự túc chiến đấu. Dạ. Yeah. Và khi mà nếu mà Hoa Kỳ và Việt Nam mà có một cái quan hệ ngoại giao về vấn đề quốc phòng đó, thì lúc đó, đó sẽ có một cái sự mâu thuẫn rất là lớn với lại trung cộng. Đúng vậy. Yeah. Nhất là nga xô nữa. Yeah. Nhưng mà bây giờ đó là vấn đề Biển Đông đó là đã có một cái sự mâu thuẫn rồi. Lại lý do là người Hoa Kỳ đến đó để mà có một cái Freedom of Navigation có nghĩa là quyền tự do hàng hải ở tại trong cái vùng Biển Đông như vậy đó thì cái sự hiện diện của Hoa Kỳ sẽ bên cạnh sự hiện diện của những tàu chiến và những cái hàng không mẫu hạm lớn thì ông ghi nhận như thế nào về cái chuyến đi vừa rồi đó nó có thật sự là nó sẽ đem lại cho Hoa Kỳ những cái diễn đề mà vấn đề logistic, vấn đề support của những cái tàu Và là những cái vấn đề mà của mấy cái hệ thống mà giống như là cung cấp cho những cái dịch vụ để cho các tàu của Hoa Kỳ có thể ghé được cảng ở Việt Nam và có thể đó là những cái lợi mà Hoa Kỳ đang tìm trước và có thể cái đó là cái buổi ban đầu của cái mối quan hệ về vấn đề mà hải quân trước khi mà có quan hệ về quốc phòng. Cái vấn đề nó như thế này, thưa anh nhân và quý vị là cái vấn đề biển Đông ngoài cái vấn đề mà chiến lược về các con đường giao thông giữa với, uh, uh, giữa với lại uh, đại tây dương đến tại tây dương đó thì người Mỹ không muốn người Trung cộng là độc quyền sử dụng cái đó là điểm thứ nhất điểm thứ hai nó có một cái kho tàng về khoáng nguyên, sản nguyên liệu nguyên liệu vô cùng to lớn nó lên tới 2.500 tỷ đô la gì đó thành ra người Mỹ càng không muốn Trung cộng khai thác cái điểm này vì những cái quyền lợi đó người Mỹ phải đi vào thứ nhất để bảo vệ cái quyền lợi về vấn đề giao thông tự do trên biển cả thứ hai nữa vì những cái, cái nguồn lợi của cái vùng đó thì dù muốn dù không mỹ phải tham gia vào đó và để xây cái, cái lực lượng mà à, gọi là quân sự ở đó thì phải thành thật mà nói đó trung cộng không có khả năng để mà chống lại mỹ nhưng mà mỹ cần cái chính danh để mà can thiệp một khi có chuyện gì xảy ra vì chúng ta hiểu rằng một khi có mà chiến tranh xảy ra đó thì người Mỹ có thể đem chiến tranh tại đến Biển Đông và đem chiến tranh tới Trung Hoa lục địa nhưng người Trung Hoa lục địa không thể đem chiến tranh tới Mỹ được do đó Trung Cộng sẽ cố gắng để mà không đụng với Mỹ nhưng mà sẽ đàn áp Việt Nam để lấy những cái mối lợi mà Trung Cộng nghĩ rằng chúng ta có thể làm được yeah. Và kính thưa quý vị, chúng tôi cũng được biết rằng vào ngày 20 vừa qua đó thì khi mà bộ trưởng bộ quốc phòng đến Việt Nam thì ông ta cũng có một cái bài diễn văn cho sinh viên ở tại một trường đại học ở Hà Nội ông Đinh Hồng Cường có thể cho biết thêm một số chi tiết oh, các chuyện là rất hay là như thế này thường thường những người lãnh đạo của những cái quốc gia tự do họ đến những cái nước nghèo hay những cái nước cộng sản họ thường thường muốn nói chuyện những người trẻ để họ input một số vấn đề quan trọng thì đặc biệt ông bộ trưởng quốc phòng của Mỹ ông Esper này ông ấy đó đọc một cái bài diễn văn mà phải nói là vô cùng hay và vô cùng thấm thía Và dân Việt Nam rất là thích thú Là ông ấy nói rằng Thì là cái chuyện Trung Cộng mà ngày hôm nay làm ở tại đây đó Đối với Biển Đông này không khác gì trước uh, Thiên Chúa năm 410 đó Cái thành Athens nó đã làm với một cái đảo Moritz ở, ở giữa đại dương Vì lúc đó người Athens và người Spain có cái sự tranh chấp Thì cái người Moritz họ nói rằng Chúng tôi đứng trung lập là tốt cả Chúng tôi yếu Chúng tôi không có muốn đánh ai Nhưng mà người Athens nói rằng À không được, luật của tôi là kẻ mạnh có quyền, anh phải theo không phải anh bị tiêu diệt. Thì cái hành động đó của bao nhiêu năm trước thì bây giờ Trung cộng tái diễn lại cái việc đó. Trung cộng nói rằng bây giờ tôi là có người sức mạnh, ông Việt Nam ông không theo tôi là tôi sẽ tiêu diệt ông. Thì người Mỹ với cái tinh thần mà gọi là tự do và với cái tinh thần mà gọi là uh, tôn trọng cái quyền lợi không thể để cái chuyện đó xảy ra và nước mỹ sẽ can thiệp cái chuyện đó nhưng cái đặc biệt đó ông Esper ông có đưa ra một cái thí dụ người việt nam cũng có những người làm cái chuyện đó giống người mỹ đó là hai bà trưng hai bà trưng cũng không chấp nhận cái sức mạnh của uh, quân hán hồi đó và đã đứng lên chống lại cái chuyện đó và ông ấy gây ra một cái luồng gió tạo ra một cái sinh khí cho người việt nam hiểu rằng nếu chúng ta cương quyết chúng ta có thể chống lại cái sức mạnh của cộng sản xin được cảm ơn ông đinh hùng cường vâng, cảm ơn anh võ thị nhân yeah. À, kính thưa quý vị, à, vừa rồi là bài phân tích của chúng tôi và ông Đinh Huyền Cường qua cái chuyến đi của ông Mark Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam. À, chương trình của chúng tôi sẽ tiếp tục một tuần tới. À, chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Cường. Và... Cảm ơn quý vị, xin cảm ơn tất cả quý vị.